Nhung và Xuân Nam thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin cho biết cả trăm trẻ em ở Phú Thọ ngộ độc thực phẩm tại trường học. Sau khi dùng bữa ăn trưa, hơn hàng trăm trẻ em tại trường mầm non Hương Lung của huyện Cẩm Khê đã bị ngộ độc thực phẩm. Vào sáng ngày 17 tháng 11, ông Vi Văn Miên, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa của Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xác nhận với truyền thông của Việt Nam, vào khoảng 7 giờ tối ngày 16 tháng 11, có 133 cháu nhỏ được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. Có hơn 30 cháu phải truyền dịch và nằm viện để theo dõi điều trị. Trước đó thì các cháu nhỏ này đã ăn bữa trưa tại trường mầm non của Hương Lung, của xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê. Đến chiều thì nhiều trẻ em có dấu hiệu nôn khan. Nói về nguyên nhân sự việc thì ông Miên cho rằng do các cháu có cùng một triệu chứng sau khi ăn trưa tại trường mầm non nên rất có thể bị ngộ độc thực phẩm. Công an của huyện Cẩm Khê đã lấy mẫu thực phẩm để tiến hành xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Bữa ăn của học sinh do nhà trường tự nấu với tổng số gần 500 phần ăn trên mỗi ngày, kính thưa quý vị. Nhà chung cư Nha Trang vừa sửa đã bị dột. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành sửa chữa và cải tạo một số khu nhà chung cư xuống cấp. Điều đáng nói là chung cư vừa mới sửa xong đã thấm dột. Theo nguồn tin từ trong nước thì 3 khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng vừa được giới chức thành phố Đà Nẵng đầu tư 9,2 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa. Đó là Lâm Đặc Sản, Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh. Cho đến nay, việc khắc phục, sửa chữa các hạng mục xuống cấp hư hỏng vừa hoàn thành, nhưng người dân đã phàn nàn rằng tường lại bắt đầu bong tróc, các trụ sắt nứt nẻ, hoen gỉ, trần nền nhà đã thấm dột, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Được biết, từ năm 2009 về trước, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng hàng loạt khu chung cư để bố trí cho các gia đình thuộc diện giải tỏa, bảo đảm tiến độ công trình công cộng vào thời điểm đó. Song, do nhiều khu chung cư xây dựng không bảo đảm chất lượng nên đã nhanh chóng xuống cấp. Kính thưa quý vị, người dân tại Nha Trang đổ xô ra biển để lấy cát, gia cố nhà trước khi bị bão. Một cảnh tượng lạ đang diễn ra trên bãi biển của Nha Trang khi hàng ngàn người đổ xô ra bãi biển để lấy cát về gia cố mái nhà vì nghe tin bão số 14 đổ bộ. Người dân đã mang theo bao tải, đổ xô ra bãi biển để hốt cát. Những người này cho biết do thiệt hại quá nặng nề từ sau cơn bão số 12, nên khi nghe tin có bão số 14 đổ bộ, họ không thể chủ quan, ngay lập tức gia cố nhà cửa. Theo một tờ báo mạng trong nước cho hay, dọc con đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng của thành phố Nha Trang, người dân đã chen chúc nhau để hốt cát. Những hàng bao tải đã chất đầy dọc bờ biển. Thậm chí nhiều người cho biết, do nhu cầu tăng đột biến nên giá bao bì dùng đựng cát cũng tăng nhanh. Giá 20 bao tải loại 10kg trước đây chỉ có 40.000, chỉ trong vòng một ngày đã lên đến 60.000. Xin nhắc lại là cơn bão số 12 đã đổ bộ gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Nha Trang. Cho tới nay thì hậu quả của cơn bão số 12 lịch sử vẫn chưa khắc phục xong, kính thưa quý vị. Chất lượng cột điện Khánh Hòa lộ ra sau bão. Thưa quý vị, sau trận bão lịch sử số 12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có gần 1.900 trụ điện bị gãy, 1.700 cột điện bị nghiêng, 500 km đường dây bị đứt, tổng thiệt hại vào khoảng 97 tỷ đồng. Điều đáng nói nhất là người dân cũng tỏ ra nghi ngờ chất lượng của các cột điện. Khi gãy đổ, các trụ này lòi ra lõi thép là những cọng thép bằng que đũa. Người dân cho biết, trong khi một số trụ có lõi đường kính khoảng 10 cho đến 12 cm, thì nhiều trụ điện chỉ cỡ 6 cm và đặt vấn đề hoài nghi liệu chất lượng có bảo đảm hay không. Lãnh đạo công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa giải thích rằng trụ điện có nhiều loại và mỗi thời điểm chuyển giao, tiếp nhận, đầu tư khác nhau, nên bên trong thép có cấu tạo khác nhau. Tuy nhiên, người dân tỏ ra không hài lòng với câu trả lời này. Họ cho rằng bằng cảm quan cũng sẽ nhận thấy kết cấu trụ điện với thép đường kính 6 là quá nhỏ so với kích thước trụ điện, không để bảo đảm độ an toàn khi có thiên tai. Vào nhà thương sau khi thầy Pháp trừ tà, một tờ báo trong nước đưa tin, vào chiều 16 tháng 11, giới chức của Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn cho biết hai bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Nhàn, em ruột của bà Thủy, đã nhập viện trong tình trạng trên người có đầy vết bầm tím. Hiện bà Thủy vẫn bị hôn mê sâu do thận dập nát, suy hô hấp, đa chấn thương, có nhiều máu tụ lớn ở phần cổ nát đang được chăm sóc đặc biệt. Riêng bà Nhàn thì bị suy thận cấp và sức khỏe ổn định hơn bà Thủy. Theo nguồn tin này, thì chồng của bà Nhàn cho biết hơn một tháng trước, bà Thủy có biểu hiện giống như là ma nhập,
khi cứ chừng 2-3 tiếng lại lên cơn nói xàm, xưng hô tên ông bà. Gia đình bèn mời một thầy Pháp đến nhà để chữa trị cho bà Thủy. Khi trừ tà thì người thầy này mời mọi người ra ngoài, sau đó thì thầy đã dùng roi đã đánh liên tục vào người của bà Thủy hàng tiếng đồng hồ. Bị đánh đau, bà Thủy lại thầy và thấy vậy, thầy càng đánh dữ hơn. Thấy chị gái đã bị đánh đau đến mức không còn đi nổi, bà nhàn nhào tới xin ma nhập vào mình. Thầy Pháp dùng roi đánh tới tấp cả hai chị em, đến khi ngất xỉu. Một người chồng đã ôm thuốc nổ tự tử vì bị bệnh. Vào ngày 17 tháng 11, thông tin từ chính quyền xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này đã vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến cho một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 15 tháng 11, người dân trong xã bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vũ Trung, sinh năm 1988, trú ở bản Làng Yên, xã Môn Sơn. Mọi người liền chạy sang thì bàng hoàng phát giác thi thể anh Trung không còn nguyên vẹn. Ngôi nhà của anh Trung cũng bị hư hỏng nặng. Được biết anh Trung đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Vợ anh Trung mới ra nước ngoài làm việc, còn anh Trung hiện đang bị bệnh. Trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, anh Trung vẫn ăn cơm tối bên nhà bố mẹ. Theo nhận định ban đầu của người thân, có thể anh Trung ôm thuốc nổ vào người rồi kích nổ tự tử. Hiện giới chức vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Bắt thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu băng cướp taxi ở Đồng Nai. Nhóm 5 đối tượng do thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu đã dùng hung khí thực hiện vụ cướp taxi Venison gây chấn động trên địa bàn của huyện Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai. Tin từ trong nước cho biết vào hôm ngày 18 tháng 11, công an tại huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 nghi can: Dương Hoàng Quân 16 tuổi, Trần Dư Hoài 17 tuổi, Phan Thị Thúy Vi 17 tuổi và Phạm Thị Anh Thư 18 tuổi. Đồng thời, công an cũng đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Hưng, 16 tuổi, tất cả thuê nhà trọ sống chung ở quận Tân Bình của Sài Gòn. Đây là các đối tượng đã gây ra vụ cướp taxi Venison gây chấn động, và Thúy Vi chính là kẻ cầm đầu. Rạng sáng ngày 17 tháng 11, nhóm này đã lên xe taxi của anh Tô Ngọc Dũng ở bến phà Cát Lái, yêu cầu trở về khu công nghiệp Nhân Trạch. Trên đường đi, nhóm thanh niên đã hiện nguyên hình là băng cướp nguy hiểm. Chúng dùng tuyếp sắt đánh vào đầu khiến cho anh Dũng gục xuống đất. Sau đó thì nhóm này cướp xe taxi, phóng thẳng về xã Phước Thiền của huyện Nhân Trạch. Đi thăm bạn ở bệnh viện, thanh niên bị đâm chết. Hai thanh niên đi thăm bạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Khi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn đến xô xát. Hậu quả là một người bị đâm tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Báo trong nước cho biết, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thông báo vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11. Hồ Văn Hùng, 18 tuổi, ngụ ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, và Nguyễn Đặng Lâm Lưu, 24 tuổi, ngụ ở huyện Đơn Dương, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm bạn đang cấp cứu. Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi Hùng và Lưu ra khỏi cổng bệnh viện, thì gặp một nhóm thanh niên đang đứng chờ sẵn. Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên này lao vào hành hung Hùng và Lưu. Hậu quả, Hùng bị một đối tượng dùng kéo đâm tử vong tại chỗ. Lưu may mắn chạy thoát và bị thương nhẹ. Công an thành phố Đà Lạt đã khám nghiệm hiện trường và triệu tập hơn 10 đối tượng liên quan để điều tra. Đã xử tử hình bị can gây thảm sát tại Bình Phước. Sau 2 năm xảy ra vụ thảm sát 6 người kinh hoàng ở Bình Phước, thì cơ quan thi hành án trong nước đã thực hiện tiêm thuốc độc đối với kẻ chủ mưu là tử tù Nguyễn Hải Dương, 26 tuổi, quê tại An Giang, vào lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 11. Tử tù Dương đã cho báo chí biết rất hối hận về việc làm và đã mong muốn sau khi chết, thi thể được mang đi thiêu để đem tro cốt vào chùa. Đồng phạm của Dương, Vũ Văn Tiến, cũng đã bị y án tử hình, song chưa xác định ngày thi hành án. Xin nhắc lại là theo cáo trạng, vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015, Dương cùng Tiến từ Hóc Môn xuống Bình Phước, sau đó đột nhập vào căn biệt thự của ông Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, ra tay sát hại 6 người trong gia đình này. Động cơ giết người được cho là do tư thù cá nhân, do Dương hận tình người yêu cũ là con gái của chủ nhà. Người duy nhất Dương tha mạng tại hiện trường lúc đó là con gái út của ông Mỹ và Lê Thị Gia Linh, mới 22 tháng tuổi, kính thưa quý vị. Một cây cổ thụ 40 năm tuổi đè xe hơi, hai vợ chồng thoát chết. Người đàn ông lái xe hơi chở vợ lưu thông trên quốc lộ thì bị một cây cổ thụ 40 năm tuổi bật gốc đổ ập xuống và đè trúng. Tai nạn làm xe hơi hư hỏng, song hai vợ chồng đã may mắn thoát chết. Theo báo trong nước cho biết, vào ngày 18 tháng 11, giới chức ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
đã huy động lực lượng tổ chức các cây gỗ xà cừ 40 năm tuổi bị bật gốc trong mưa để giải tỏa giao thông. Trước đó vào 17 giờ cùng ngày, địa bàn huyện Châu Đức xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của mưa trước bão số 14. Một người đàn ông lái xe hơi chở vợ lưu thông trên quốc lộ 56. Khi đến khu vực thuộc xã Bình Ba, huyện Châu Đức, thì cây xà cừ cao gần chục mét, đường kính thân lớn đổ xuống đè trúng phần sau xe. Kính chắn gió bị bể vỡ, thân xe bị móp méo, nhưng hai người trong phương tiện xe này đã may mắn thoát nạn. Và bản tin rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thanh Đến Tỉnh cùng với Thi Nhung và Xuân Nam. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.